Về nông nghiệp chúng tôi cũng mới thì ở đây thì một số địa phương cũng kiến nghị một số vấn đề là khó khăn như là ảnh hưởng của thời tiết rồi là tức là cái hiện tượng cá chết thì cũng gây khó khăn về tiêu thụ sản phẩm cái cháy rừng, chưa kể là báo chí là cái điều kiện nắng nóng thế này nước cuối năm có biết đủ không thì công nghiệp có một số vấn đề thì giải pháp thì công chí đã đặt nhưng mà đề nghị công chí cũng tập hơn nông thôn mới thì công chí cũng góp ý cái vấn đề nợ công thì tuy là công chí ở ủy ban đã giải trình tức là nó cũng có những cái nguyên nhân khách quan của nó mà tuy nhiên thì chúng ta quan trọng hơn là cái giải pháp và từng vấn đề nó tái diễn cái chuyện là và nợ công ở đấy nữa. Về công nghiệp thì báo cáo công chí là cơ bản rất là tốt nhưng mà một số lĩnh vực thì giảm rất là mạnh thì là cũng phải thúc đẩy lên. Theo cái chỉ tiêu phấn đấu đầu năm thì có các công nghiệp và dịch vụ là rất thấp như vậy cuối sau tháng cuối năm là muốn đạt được ấy, thì cái chỗ này là phải nỗ lực đến rất nhiều và nỗ lực thì ở đây thì rõ ràng là tỷ ra cái chỗ nào cần phải nỗ lực cái chỗ nào cần phải chúng ta hơn thì chúng ta có thể được. Về cái dự án trọng điểm thì công chí nói hai cái việc khó là sẽ có mặt bằng và cái cuộc đấu cơ thì giải phóng mặt bằng ở đây thì nó rơi vào một số cái địa phương là công chí phải gánh cái trách nhiệm rất là lớn. Hoàn thành được nhiệm vụ này và an dân thì báo cáo đồng chí là tỉnh sẽ đó là một cái điểm thấp gỡ một cái điểm thấp riêng những chỗ đuối nước trẻ thì tôi vẫn đề nghị có công điện rồi và các đồng chí ở các địa phương mà địa phương đồng chí canh thật chặt. Còn là có một cái lĩnh vực mà đồng chí nói nhiều ở cái chỗ là cải cách hành chính thì anh chị cuối năm đi anh Thành sở nội vụ nên tức là những cái vấn đề quan trọng như thế này thì công chí nên có cái báo cáo chuyên đề cứ kẹp vào để cho tức là đại biểu tham khảo để sau này tức là chắc chắn những vấn đề này quay đi quay lại chúng ta sẽ hỏi nhiều đặc biệt là cái cải cách hành chính tôi cho rằng là cái cải cách hành chính đã đưa vào một cái báo cáo tức là chuyên đề để cho tức là các đại biểu tham khảo để người ta biết rằng là những cái